Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang để review cho các bạn một công trình. Thì thông thường thì chúng tôi review những căn nhà mà chúng tôi đã hoàn thiện xong. Còn ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ review cho các bạn một căn hộ mà chúng tôi đang thi công. Đã thiết kế xong rồi nhưng mà đang thi công trọn gói. Và tiến trình thi công và đổ mái ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi nhé. Và hiện tại thì tôi đang đứng ở trên công trình của chủ đầu tư là anh Phan Văn Bộ. Và như quý vị đang nhìn thấy thì đội ngũ thi công của Mark Home đang tiến hành thi công cho căn nhà. Và một lát nữa thôi thì tôi sẽ review chi tiết về quá trình đổ mái của Mark Home. Sơ qua một chút về khuôn viên lô đất thì lô đất này có diện tích khoảng gần 500m². Và diện tích căn biệt thự mang kiến trúc tân cổ điển này thì có diện tích là 120m² với 12m mặt tiền và 9m chiều sâu. Và để quý vị hình dung rõ hơn về căn hộ như thế nào thì chúng tôi sẽ trình chiếu 3D và sau khi căn hộ đã hoàn thành thì chúng tôi sẽ quay lại đây một lần nữa. Và ngày hôm nay thì đến quá trình đổ mái và lát nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay lại cho quý vị về toàn bộ quá trình đổ mái như thế nào. Xin kính mời quý vị hãy cùng bước vào tham quan nhé. Và căn biệt thự này sẽ vô cùng đẹp mà chúng tôi đã thiết kế cho gia chủ là căn biệt thự mái thái một tầng mang phong cách tân cổ điển, được nổi bật giữa nền mái thái màu xanh cũng như là tông màu trắng. Và sau khi căn hộ đã được thi công thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ cực kỳ thích căn này. Về mặt bằng công năng bố trí thì chúng ta sẽ có một sảnh chính rộng 6,4m², cũng như là bên trong nhà sẽ được bố trí một phòng thờ, 3 phòng ngủ cũng như là một phòng tiếp khách. Phòng thờ thì có diện tích là 7m², cũng như phòng tiếp khách thì có diện tích là 40m². 3 phòng ngủ còn lại có diện tích khá tương đồng nhau, rơi tầm khoảng 15m². Và sau đây thì xin kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng đi vào tham quan để theo dõi quá trình thi công căn nhà. Kính thưa quý vị, và hiện tại thì tôi đang đứng với chủ đầu tư của căn hộ là anh Phan Văn Bộ. Em xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn cùng với chúng em, cùng với căn hộ của mình. Và hôm nay em rất là vui mừng được nhìn cái quá trình thi công và giám sát của bên Mark Home dành cho căn hộ nhà mình. Thì em có một số câu hỏi dành cho anh là tại sao mà anh lại biết đến Mark Home? Thực ra là mình biết đến Mark Home là qua một người quen giới thiệu. Thì Mark Home cũng đã từng thiết kế và thi công cho một căn hộ của nhà người quen mình. Thì
bạn ấy cũng đánh giá Mark Home là một trong những đơn vị mà rất là uy tín và nhiệt tình cũng như là độ chuyên nghiệp rất là cao. Căn hộ đấy cũng ở Bắc Giang mình luôn ạ? Hay là căn hộ đấy ở Hà Nội? À, trên Hà Nội, dạ vâng. Thì bọn em cũng đang là đơn vị mà thi công và thiết kế tại 64 tỉnh thành trên khắp cả nước. Câu hỏi thứ hai là trong cái quá trình mà từ khi mà bọn em khảo sát đến khi mà bọn em ra mặt bằng thiết kế thì mình có hài lòng và có điểm nào chưa hài lòng không ạ? Thực ra là mình rất là hài lòng về cái cách mà các bạn làm việc cũng như là phục vụ bên mình. Thì mình thấy là các bạn có tư vấn cho mình về cả bản thiết kế cũng như là ý muốn của gia chủ như thế nào. Rồi thì các bạn cũng tư vấn về cả phong thủy và tất cả các nhu cầu mà bên mình quan tâm. Dạ. Đó. Vâng. Thì cái công trình nhà mình đây thì em thấy rất là đẹp. Thì không biết là cái tổng mức đầu tư mà mình đầu tư dự kiến vào công trình này là khoảng bao nhiêu ạ? Tổng mức đầu tư mà nhà mình dự kiến là khoảng 1.4 tỷ. Dạ vâng. Vâng, vậy thì tại sao mà anh lại lựa chọn Mark Home thay vì việc là mình tự thiết kế hoặc là chọn một đơn vị khác? Mình cũng thứ nhất là mình được người quen giới thiệu này. Dạ. Thì thứ hai là mình cũng có tìm hiểu qua Mark Home và cũng như tất cả một số đơn vị thiết kế và thi công khác. Cho nên mình thấy là Mark Home ngoài thi công trận gói ra những hạng mục nhà cấp 4 là mình còn thấy là Mark Home còn thi công cả những biệt thự lâu đài và các công trình cao cấp hơn. Dạ. Thế nên là mình rất là đặt niềm tin vào Mark Home. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh với những câu hỏi và dành thời gian cho buổi phỏng vấn cùng với chúng em. Và xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và xin chúc công trình của nhà mình như anh đã ước mơ. Vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, và hiện tại thì tôi đang đứng cùng kỹ sư Phạm Chí Quyết. Anh đang là trưởng giám sát cũng như là thi công căn hộ nhà anh Bộ tại Bắc Giang. Và xin chào anh và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Em xin hỏi anh một chút là công trình của nhà anh Bộ thì được khởi công từ khi nào ạ? Công trình này thì được khởi công từ ngày mùng 6 âm dạ. của tháng 3. Từ ngày mùng 6 âm của tháng 3. 3 và tính đến ngày hôm nay thì là... Tính đến hôm nay là được 19 ngày. Là được 19 ngày đúng không ạ? Và đến ngày hôm nay thì mình đang làm đến công đoạn nào rồi anh? Hôm nay là đến công đoạn là đổ mái. Dạ vâng. Kết thúc giai đoạn phần thô của vâng. công trình. Dạ vâng. Vậy thì anh có thể cho em cùng quý vị khán giả được biết thì sự khác nhau giữa bê tông thường và bê tông tươi như thế nào không ạ? Thực sự là sự khác biệt thì lớn nhất đó là để mà mọi người đều biết đó là cái thời gian và cái khối lượng công việc của một công trình. Thì chất lượng bê tông tươi bây giờ như ta biết ấy, thì là gần như ở cái đô thị lớn người ta rất là hay sử dụng. Cái ưu điểm của bê tông tươi nó là cái thời gian thi công rất là nhanh gọn và cần yêu cầu cái nhân lực là rất là ít. Đấy. Còn bê tông thường thì là cần huy động cái nhân công rất là nhiều. Cái thứ hai là cái chất lượng mà để trộn thì phụ thuộc vào cái tay nghề của người trộn. Vâng. Và thực sự ra là cái tỷ lệ mà cấu thành của mác bê tông là nó không được cao như cái mác bê tông của tươi. Vâng. Và thường là trong cái sự khác biệt hai bê tông này là cái thành phần phụ gia. Vâng. trong bê tông. Vâng. Thì theo em hiểu đó chính là việc mà mình sử dụng bê tông thường thì sẽ không được đồng đều giống như là mình đúng sử dụng rồi. Bê tông tươi. Đúng rồi. Thứ hai là thời gian thi công của bê tông thường sẽ lâu hơn thời gian thi công của bê tông tươi. Đúng rồi. Và thứ ba như em vừa nhận thấy thì đó chính là cái việc mà mình sử dụng nhân công ấy thì bê tông tươi sẽ thuận tiện hơn so với bê tông thường đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thì hôm nay nhà mình thi công mái thì cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa, đó chính là cái đặc điểm lưu ý gì mà để nhà mình thi công mái, và cụ thể đó chính là căn nhà mái Nhật mà gia đình anh Bộ đang thi công nhỉ? Cái yêu cầu mà cần phải đạt được ấy, đó là cái theo đúng thiết kế của đơn vị thiết kế đưa ra. Dạ. Nghĩa là mình dựa vào đó để là làm cái chuẩn thiết kế. Thì khi mà cái sai số so với thiết kế mà ít nhất thì là cái chất lượng đưa lại công trình sẽ là gần như là hoàn hảo so với lại cam kết mình với lại giữa đơn vị thi công và chủ nhà, chủ đầu tư. Dạ vâng. Và xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng rằng với những chia sẻ của kỹ sư Phạm Chí Quyết đã phần nào giúp cho quý vị khán giả hiểu thêm về quá trình thi công của Mark Home. Và quý vị nếu yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc mong muốn Mark Home thi công và thiết kế cho căn nhà của mình thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home sẽ tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Và xin cảm ơn anh với buổi phỏng vấn. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Cảm ơn.
Kính thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng tôi đã đưa quý vị tham quan quá trình thi công nhà anh Phan Văn Bộ tại Bắc Giang. Và nếu quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của mình thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline 0964458888. Quý vị cũng có thể truy cập trang web markhomevn.com hoặc quý vị có thể để lại bình luận trực tiếp tại dưới video. Đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home sẽ tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Và bây giờ, thời lượng của video đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.